Hôm nay thì Thiên Đại Thánh này sẽ lật ngược thiên đình của các người. Có cần nóng tính gì không? Không biết gì hết thì nói nhện hại người. Chứ tôi làm gì có. Cái gì? Yêu hồn, mặc dù như trốn cơ nào cũng không thoát khỏi pháp nhãn của ta. Sợ quá. Thần yêu đại pháp, chiêu thức ngang bậc. Cảnh giới ma ảo xuất hiện trước mặt. Thả lão tôn ra. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hậu Dương Quang, Hỏa Sơn Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không. 10 vạn thiên binh, cần gì sợ chứ? Hậu tử Hậu Tôn. Bộ phim Dương Thời Đại Tây Du Ký phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên SCTV 9.